Vô ngã độc tôn, tập 10. Dương Hạo, tầng thứ 8 là người của tiểu đội Phong Hỏa, người dẫn đầu của họ là sư huynh Chu Thanh Hỏa. Thực lực của người này rất mạnh, đệ phải cẩn thận đó. Dương Hạo cảm nhận được ý tốt của đối phương nên cũng cảm thấy có thiện cảm với người này, bèn cười nói: "Cảm ơn sư huynh, không biết sư huynh tên họ là gì, sau này có thể vẫn nhờ sư huynh dạy bảo thêm." Lúc này cuối cùng Tôn Nham cũng cảm nhận được thiện ý của Dương Hạo, anh ta thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Dương Hạo, huynh tên là Tôn Nham, chỉ bảo thì không dám, sau này huynh còn muốn nhờ đệ chiếu cố đấy." Dương Hạo nói: "Sư huynh, có thể nói cho đệ biết tầng thứ 8 trở xuống có tiểu đội nào đang tu luyện hay không?" "Tầng thứ 7 là tiểu đội Sói Ác, tầng thứ 6 là tiểu đội Thiên Tinh, tầng thứ 5 là tiểu đội Xích Diệp, tầng thứ 4 là tiểu đội Không Nguyệt, tầng thứ 3 là tiểu đội Chiến Thần, tầng thứ 2 là tiểu đội Thanh Long, còn tầng thứ nhất chỉ có 2 người, đệ tử chấp pháp Lô Sùng Vân và Bắc Tang Xuyên, người đứng đầu trong đệ tử Tinh Anh." Tôn Nham nói: "Cảm ơn sư huynh đã chỉ dạy." Dương Hạo cười nói. Sau đó anh xoay người đi xuống dưới, dường như không để tâm tới lời cảnh báo của Tôn Nham. "Dương Hạo." Tôn Nham nhìn bóng lưng Dương Hạo, lòng khẽ run lên. Nếu mình đã bị tiểu đội loại trừ thì tại sao không đi theo Dương Hạo? Tên này thô bạo, thực lực cũng khá đáng sợ, đi theo cạnh cậu ta có lẽ cũng giúp được rất nhiều cho con đường tu luyện của mình. "Sư đệ Dương Hạo, khoan đã, nếu đệ đã muốn xuống thì huynh đi cùng đệ, đệ thấy như thế nào?" Tôn Nham đuổi theo Dương Hạo nói. Trong mắt Dương Hạo hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tôn Nham biết bên dưới sẽ đối mặt với cái gì, nhưng anh ta vẫn đi theo. Xem ra tên này muốn trói chặt một chỗ với mình rồi. Thêu hoa dệt gấm thì dễ, tặng than trong tuyết mới khó. Kẻ thù của mình ở học viện Đinh Không không ít, Tôn Nham vẫn chọn tu luyện cùng mình, xem ra có thể kết bạn với tên này. Dương Hạo gật đầu cười nói, đã thế thì chúng ta cùng xuống bên dưới. Hai người cùng nhau đi xuống, một lúc sau đến tầng thứ 7. Vừa đến tầng thứ 7, Dương Hạo đã nhìn thấy một bóng người đứng trên con đường đi ngang qua nơi tầng thứ 7 tu luyện đó. Thấy có người đến, ánh mắt người kia lóe lên vẻ lạnh lùng, sát khí toát ra, nhìn chằm chằm vào Dương Hạo và Tôn Nham. Nếu hai người đi về hướng tầng thứ 7 thì e là người kia sẽ ra tay ngay lập tức. Cảm giác được sự thù địch và sát khí trên người đối phương, Dương Hạo lại không thèm để ý tới. Tầng thứ 7 không phải là mục đích của anh, cần gì phải quan tâm đến người này. Nhưng Tôn Nham thì ngược lại, anh ta cứ nhập như gặp phải đại địch mà nhìn người kia. Khí thế trên người cũng bắt đầu lan tràn. Nhưng đúng lúc này, anh ta nhìn thấy dường như Dương Hạo không có ý định dừng lại ở tầng thứ 7 mà đi thẳng xuống tầng thứ 6. Sửng sốt trong chốc lát, Tôn Nham lướt mắt nhìn người kia, sau đó đi theo Dương Hạo xuống dưới. Thú vị đấy, còn muốn đến tầng thứ 6 sao? Thanh niên đó thấy hai người đi xuống dưới thì chỉ cười nhạo. Hắn biết Dương Hạo, cũng biết cả Tôn Nham. Dương Hạo vừa nổi tiếng ở học viện Linh Không, nhưng không ai thèm xem trọng anh. Tiểu đội Sói Ác, bọn họ không phải là nơi đám người đó có thể so bì. Tầng thứ 6 có linh khí gấp 15 lần tầng thứ 11. Linh khí mạnh mẽ lao đến khiến người ta cảm thấy thăng hoa, linh khí trong cơ thể cũng trở nên cực kỳ căng phồng. Thấy Dương Hạo đứng lại, Tôn Nham cũng khẽ thở phào. Nói thật thì bây giờ anh ta có hơi hối hận, nhưng nếu đã chọn rồi thì phải tiếp tục đi xuống. Tim cứ đập bình bịch, anh ta rất sợ Dương Hạo lại đi xuống tầng thứ 5. Mỗi một tiểu đội trong tháp địa linh đều là sự tồn tại đỉnh cao, hơn nữa còn không ít đệ tử chấp pháp cũng ở trong mấy tiểu đội này. Một khi không cẩn thận thì cũng có thể bỏ mạng tại đây. Tầng thứ 6 được đấy, cứ ở đây đi. Ngay khi tim Tôn Nham sắp nhảy ra ngoài, Dương Hạo đi thẳng đến lối ra vào căn phòng tu luyện ở tầng thứ 6. Ở ngay lối ra vào, một người đang đứng đó. Vốn dĩ Dương Hạo không định tu luyện ở tầng thứ 6, nhưng sau khi nhìn thấy người kia, anh đã thôi thay đổi ý định. "Dương Hạo, người muốn chết sao? Nơi này là nơi tu luyện của tiểu đội Thiên Tinh, mau cút đi cho ta." Lục Uy đang bảo vệ tiểu đội tu luyện, thấy Dương Hạo và Tôn Nham đi đến thì tức giận quát tháo. Dương Hạo quay đầu lại cười nói với Tôn Nham đang cảm thấy sợ hãi: "Sư huynh Tôn Nham, có thấy một con chó đang cản được chúng ta hay không?" Sắc mặt Tôn Nham trở nên trắng bệch, nhìn Lục Uy xong rồi lại nhìn Dương Hạo cười khổ, sau đó vẻ mặt kiên định nói: "Sư đệ Dương Hạo, huynh đã từng thấy rồi, hơn nữa còn là một con chó cực lớn."
Lúc này nỗi sợ trong lòng đã được phóng thích, Tôn Nham chỉ cảm thấy lòng mình thoải mái đi rất nhiều, không sợ gì cả, buông bỏ sống chết, chỉ cầu võ thuật. Dương Hạo, Tôn Nham, hai người muốn chết sao? Nghe hai người một sướng một phụ, hỏa, một phụ hỏa mắng mình là chó, Lục Uy sa sầm mặt mày, khí thế trên người áp bức lao về phía hai người. Ánh mắt Dương Hạo lóe lên ánh sáng, vẫn mỉm cười nói, Lục Uy, huynh muốn làm gì? Lục Uy hừ một tiếng, đằng đằng sát khí, khiêu khích đệ tử chấp pháp trong tháp địa linh, còn muốn giành phòng tu luyện thì ta có thể giết chết người. Dương Hạo cười khinh thường, sao ta không nghe nói tháp địa linh quy định ai được tu luyện trong phòng nào chứ? Lẽ nào Lục Uy huynh nói ai nên tu luyện trong đó thì phải bắt người ta ở trong đó sao? Ta nhớ hình như học viện linh không không có quy định này. Lẽ nào lời nói của Lục Uy huynh đại diện cho quy định của học viện hay sao? Láo xược, ngươi mà cũng dám nói điều kiện học viện với ta sao? Hơn nữa, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Ai nghe thấy lời ta nói chứ? Hơn nữa, có ai đứng ra làm chứng cho ngươi hay không? Lục Uy nói. Dương Hạo hiếp mắt nói, quý ý huynh là cố chấp muốn giết bọn ta sao? Nói thừa, hai người không chết thì ai chết đây? Lục Uy từng bước đi đến, khí thế oai nghiêm. Dương Hạo vẫn mỉm cười, sát ý đã tụ lại trong mắt. Bọn ta không chết mà là huynh chết đó. Thực lực của Lục Uy rất mạnh, hắn đã đạt tu vi đỉnh cao của cảnh giới Ngân Linh cấp 4. Khí thế của hắn tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Ý chí ma, Dương Hạo hét lớn, chí khí ngút trời. Khí thế của anh không ngừng tăng lên điên cuồng cho đến khi ngang tài ngang sức cùng Lục Uy. Bụp bụp bụp. Tuy nhiên, khí thế của Tôn Nham lại khác xa với Dương Hạo. Dưới sức ép của Lục Uy, anh ta không ngừng lui lại phía sau để đảm bảo bản thân không gục ngã. Cũng dũng mãnh đó, nhưng người vẫn phải chết thôi. Lục Uy lại lùng nói, sau đó hắn lấy đà, hung hăng đập mạnh bàn tay về phía Dương Hạo. Linh khí hóa thành nguyên khí, nguyên lực tụ tại bàn tay, đập mạnh vào người Dương Hạo. Giết! Dương Hạo gầm lớn, thanh kiếm phía sau lưng phóng ra, lưỡi kiếm sắc bén chém ngang trường ấn nguyên lực của Lục Uy. Thanh kiếm sắc bén chém ngang trường ấn nguyên lực của Lục Uy. Khí luyện kiếm thuật, anh đã luyện huyết luyện cửu kiếm để tăng sức mạnh kiếm thuật, sau đó luyện ngộ kiếm thuật để nâng cao khả năng hiểu biết kiếm đạo của mình, cho nên mỗi một lần vung kiếm đều vô cùng mạnh mẽ. Sắc mặt Lục Uy trầm xuống, sau đó nguyên lực phóng ra càng mạnh hơn, nguyên lực màu bạc hòa thành dòng sông bao vây hãm lấy Dương Hạo bên trong, tràn đầy sức mạnh. Dương Hạo ở giữa trung tâm, nếu bị vây hãm thì cơ thể của anh sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Cho dù cơ thể anh cường hãn đến đâu thì cũng không thể chống lại được sức mạnh cuồng bạo này. Thần hành bộ, anh trầm giọng nói, sau đó cả người biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng lẩn tránh sự bao vây của dòng sông nguyên lực với tốc độ kinh người. Thấy đòn tấn công của mình thất bại, trên mặt Lục Uy lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốc độ của Dương Hạo quá nhanh, nhanh hơn hắn tưởng tượng. Tốc độ nhanh thì sao chứ? Người có bí pháp tu thần, ta sẽ giết người rồi lấy nó để củng cố sức mạnh của mình. Sát khí của Lục Uy ngút trời, dòng sông nguyên lực lại biến hóa tách ra làm hai. Thủy Nguyên Phúc Thượng. Với tiếng gầm của hắn, hai dòng sông nguyên lực bao vây xung quanh Dương Hạo, sau đó quấn chặt lấy cơ thể Dương Hạo. Cơ thể Dương Hạo ầm ầm. Dương Hạo không ngừng vung kiếm, mũi kiếm sắc bén liên tục chém phá chiêu thức Thủy Nguyên Thúc Phượng của Lục Uy. Nhưng dù sao, Lục Uy cũng đã đạt tu vi cảnh giới Ngân Linh cấp 4 đỉnh phong, nguyên lực phóng ra cực kỳ mạnh. Cho dù Dương Hạo đã luyện được ngộ kiếm thuật thì cũng không thể phá vỡ dòng sông nguyên lực bằng những chiêu kiếm thông thường được. Hà, Dương Hạo, người chết chắc rồi. Lục Uy cười lớn, khống chế nguyên lực phúc thượng trong tay, hùng hăng bao vây lấy Dương Hạo. Giết! Tôn Nham hét lớn rồi ra tay. Anh ta cầm một con dao khắc, lưỡi dao nhanh phóng chém về phía Thủy Nguyên Phúc Phước Thúc Phượng của Lục Uy. Lúc lưỡi dao va chạm với dòng sông nguyên lực, một uy lực lớn nổ ra. Đáng tiếc là cho dù Tôn Nham có nỗ lực hết sức cũng không thể đột phá được đòn tấn công của Lục Uy. Tu vi cảnh giới Ngân Linh cấp 2 của anh ta chắc chắn không thể chống lại được cảnh giới Ngân Linh cấp 4 đỉnh phong. Người cũng đáng chết. Lục Uy tức giận gầm lên, sau đó phóng ra một luồng ánh sáng từ phía tay trái đánh thẳng vào cơ thể Tôn Nham nhanh như chớp. Âm! Cơ thể Tôn Nham chấn động bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, miệng không ngừng phun ra máu tươi,
khí tức lập tức trở nên yếu đuối. Tôn Nhâm, từ nay về sau, đề xác nhận huynh là một người huynh đệ. Dương Hạo bình tĩnh nói, mặc dù đang ở giữa dòng sông nguyên lực của Lục Uy, nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất bình thản. Biểu hiện của Tôn Nhâm khiến anh rất hài lòng. Anh cứ nghĩ sau khi Tôn Nhâm thấy mình bị vây hãm sẽ lập tức rời đi, nhưng không ngờ anh ta lại ra tay cứu mình. Lục Uy, một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa thủy nguyên thúc phược, một đạo kiếm màu đỏ bộc phát. Đi chết đi! Dương Hạo nói xong, thanh kiếm mạnh như vũ bão lập tức chém vào thủy nguyên thúc phược. Giọng nói chậm rãi vang lên, huyết liệt cửu kiếm, kiếm tam, oanh! Thủy nguyên thúc phược tan vỡ, sắc mặt của Lục Uy thay đổi, sau đó khóe miệng chảy ra vệt máu. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, tia kiếm đó lập tức xuyên qua ngực, xuyên qua nguyên lực của hắn. Tất cả nguyên lực phòng ngự đều tránh trước người hắn. Chưởng nguyên hà, tiêu diệt hết đi! Sắc mặt Lục Uy thay đổi lớn, sau đó tập hợp nguyên khí đánh vào kiếm của Dương Hạo. Đi chết đi! Dương Hạo lạnh lùng nói, sau đó đột nhiên tăng tốc xuất hiện trước mặt Lục Uy. Huyết lực giết! Huyết lực dồn vào thanh kiếm, lưỡi kiếm càng sáng bóng chói mắt, kèm theo ánh máu đỏ chói chém qua hai cổ tay của Lục Uy. A! Lúc ánh sáng đỏ máu lướt qua, Lục Uy chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, nhìn xuống dưới thì mới thấy hai bàn tay đã bị chặt đứt lìa, máu tươi trào ra ngoài, xẹt thêm một đường kiếm nữa, xẹt ngang qua cổ Lục Uy nhanh như chớp. Hai mắt hắn trợn trừng, không tin nổi Dương Hạo thực sự dám giết hắn. Ta nói rồi, bọn ta không chết mà là huynh chết đó. Dương Hạo chậm rãi thu kiếm, sau đó đi tới chỗ Tôn Nham đang ngồi ở mép tường đá phía sau. Phúc! Đầu rơi xuống đất, máu trào ngược lên. Lục Uy là cường giả cảnh giới Ngân Linh cấp 4 đỉnh cao, nhưng vẫn chết dưới một kiếm của Dương Hạo. Tôn Nham kinh ngạc, không tin thực lực của Dương Hạo lại đáng sợ đến như vậy. Anh ta không biết ở tầng cấp cảnh giới Ngân Linh còn có ai là đối thủ của Dương Hạo hay không. Huynh không sao chứ? Dương Hạo đi đến bên cạnh Tôn Nham, mỉm cười hỏi. Không sao. Tôn Nham lắc đầu, sau đó cố gắng gượng đứng dậy, nhưng vì vết thương quá nặng cho nên vật lộn mãi mà không đứng dậy nổi. Dương Hạo cười rồi đưa tay ra đỡ Tôn Nham đứng dậy, sau đó lặng lẽ dùng linh khí kiểm tra vết thương của Tôn Nham. Vẫn ổn, đan điền vẫn nguyên vẹn, nhưng nội tạng bị thương rất nặng. Huynh cầm lấy cái này để trị vết thương đi, đồng thời cũng có thể nâng cao tu vi đó. Nói xong, anh đặt một viên đan dược vào tay Tôn Nham. Nhìn viên đan dược màu xanh lục có mùi thơm nồng đậm cùng kinh khí dâng cao, trên mặt Tôn Nham lộ ra vẻ kinh ngạc. Bách Thảo Đan, đây là Bách Thảo Đan sao? Dương Hạo cười nói, đây chính là Bách Thảo Đan, huynh uống đi, rất tốt cho huynh đấy. Ầm! Cánh cửa đá phía sau đột nhiên mở ra, sau đó từng bóng người lần lượt xuất hiện, mùi máu tanh cuối cùng cũng thu hút đám người tu luyện ra ngoài. Dương Hạo, là Dương Hạo, sư huynh Lục Uy. Sư huynh Lục Uy chết rồi. Sáu người vừa đi ra kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất và đầu của Lục Uy lăn ra phía xa. Lục Uy là đội phó của Thế Độ Thiên Tinh, hắn có địa vị rất cao trong đội, đồng thời cũng có thực lực rất mạnh. Nhưng bây giờ Lục Uy đã chết, thậm chí còn bị chặt đầu. Sắc mặt của Tuần Trung vô cùng khó coi, hắn liếc nhìn thi thể trên mặt đất, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Dương Hạo, sát khí bùng lên. Là ngươi giết Lục Uy phải không? Đệ tử chấp pháp là cao nhất, một tên đệ tử tinh anh như ngươi mà lại dám giết đệ tử của đội chấp pháp, đây chính là tội chết. Dương Hạo, ngươi chán sống rồi phải không? Tuần Trung lạnh lùng nói. Anh ta tên là Tuần Trung, là đệ tử chấp pháp, đội trưởng của tiểu đội Thiên Tinh, thực lực cao hơn Lục Uy một bậc. Lục Uy bị đệ giết là đội phó của đội Thiên Tinh. Tôn Nham thì thầm vào tai Dương Hạo. Tuần Trung sao? Dương Hạo nhìn đối phương bình thản nói, không phải đệ muốn giết anh ta, mà là anh ta muốn giết đệ. Lục Uy nói, đệ tử chấp pháp có quyền cho phép ai tu luyện trong tháp địa linh. Anh ta còn nói, chấp pháp đường đã vượt qua các quy tắc của học viện linh không. Bây giờ được nghe những gì sư huynh Tuần Trung nói, ta tin rồi đó. Khi thế lập tức bùng nổ, lưỡi kiếm của Dương Hạo chỉ vào Tuần Trung, tức giận nói, chỉ có đệ tử của chấp pháp đường mới được giết người, lẽ nào không cho phép người khác giết anh ta sao? Chấp pháp đường thực ngang ngược, đệ tử chấp pháp cao hơn tất cả sao? Ta sẽ báo cáo lời này với học viện. Người Tuần Trung lạnh lùng bước lên phía trước, đồng thời tu vi đỉnh cao của cảnh giới Ngân Linh cấp 5 bộc phát,
phóng lực đạo về phía Dương Hạo. Dương Hạo khẽ vung thanh kiếm, hai nhát kiếm nhanh chóng chuyển động, phá vỡ hai luồng lực đạo trong chốc lát. Anh giễu cợt: "Tuần Trung, Lục Uy đã chết dưới kiếm của ta, có phải huynh cũng muốn thử phải không? Yên tâm đi, ta với huynh không có thù oán gì lớn, vì vậy ta sẽ không giết chết huynh đâu." Nghe được lời nói của Dương Hạo, cơ thể Tuần Trung khẽ run lên. Hắn còn chẳng thể giết được Lục Uy, chẳng lẽ thực lực của Dương Hạo còn mạnh hơn hắn hay sao? "Đội trưởng, giết hắn để báo thù cho đội phó đi." Lúc này thành viên của đội Thiên Tinh đồng loạt lên tiếng, phẫn nộ chỉ vào Dương Hạo. Dương Hạo bình tĩnh nói: "Các ngươi là cái thá gì chứ? Còn lãm nhảm nữa thì ta xử lý cả các ngươi." "Ngươi..." Mặt các thành viên trong đội Thiên Tinh đều đỏ bừng vì tức giận, nhưng bọn họ không dám thực sự khiêu chiến với Dương Hạo. Trong trận chiến sinh tử vừa rồi, sự tàn nhẫn của Dương Hạo đã ăn sâu vào trong đầu của mọi người. "Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi." Tuần Trung dứt khoát nói, sau đó dẫn đầu đi về phía lối lên tầng 7. Hắn không chắc mình có thể đánh bại Dương Hạo hay không. Vị trí tầng 6 không thể chiếm được nữa. Hắn chỉ có thể nhượng bộ lần này, lên tầng 7 đọ sức với tiểu đội Sói Ác, chiếm phòng tu luyện ở tầng 7. Lúc đi qua Dương Hạo, Tuần Trung không hề giấu giếm sát khí: "Hy vọng ngươi có thể đắc ý lâu hơn một chút, nếu không chết rồi sẽ không đắc ý được nữa đâu." "Huynh đang uy hiếp ta sao?" Dương Hạo đột nhiên xoay người, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Trước khí thế của Dương Hạo, trong lòng Tuần Trung chợt run sợ, không dám dừng lại nữa mà vội vàng rời đi. Đồ vô dụng, thì ra cũng chỉ có chút can đảm đó thôi. Dương Hạo nói xong liền cùng Tôn Nham bước vào bên trong cánh cửa đá. Trước mặt bọn họ bày ra một dãy 6 gian phòng. Giết Lục Uy, đuổi Tuần Trung, Tôn Nham đi theo sau Dương Hạo, luôn cảm thấy như bản thân đang nằm mơ, không thể tin vào bóng dáng đang đi trước mặt. Dương Hạo, dù sao Lục Uy cũng là đệ tử chấp pháp, sau này đệ nên cẩn thận hơn. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi mới nói với Dương Hạo. Dương Hạo mỉm cười, sau đó nhìn 6 phòng nhà đá tu luyện, phòng nào cũng đóng kín, không hề có chút linh khí nào lọt ra ngoài. Anh phát hiện ra xung quanh có kết giới để ngăn chặn linh khí rò rỉ ra ngoài. Kết giới này có lẽ là một trận pháp nào đó. Ở cửa của 6 phòng đá cũng có một đường rãnh nhỏ. Hình dạng của đường rãnh nhỏ này như anh khớp với Ngọc Công Huynh. Chỗ đó dùng để nhét Công Huynh ở tầng 6, mỗi ngày 100 điểm Công Huynh. Cái giá này không hề thấp. Tôn Nham đứng bên cạnh nói ra: "Mỗi ngày 100 điểm Công Huynh quá thật là quá nhiều." Dương Hạo nói rồi lại nhìn Tôn Nham: "Đệ định ở đây tu luyện, sư huynh thì sao?" Tôn Nham gật đầu cười nói: "Huynh cũng định tu luyện ở đây, nhưng công huynh của huynh không nhiều, chỉ có thể tu luyện hơn 10 ngày mà thôi." Hơn 10 ngày đã mất hơn 1.000 điểm công huynh rồi. Đối với những đệ tử tinh anh của Học viện Linh Không mà nói, số công huynh này không hề ít. Mà Tôn Nham có hơn 1.000 công huynh cũng khiến Dương Hạo hơi bất ngờ. Anh không hỏi nhiều mà đẩy cửa mở một gian phòng đá. Cánh cửa vừa mở ra, một cỗ linh khí xông thẳng vào mặt. Nhưng lúc này ở cửa đã dựng lên một kết giới dày đặc ngăn Dương Hạo ở bên ngoài. Thật thú vị. Dương Hạo lấy Ngọc Công Huynh ra đặt ở trong khe rãnh. Bên trong lập tức chuyển động, Ngọc Công Huynh kết nối với linh hồn. Trong đầu anh chợt xuất hiện một hình ảnh: mỗi ngày 100 điểm Công Huynh, tiếp theo lựa chọn số lượng ngày, từ 1 ngày đến 100 ngày đều có giá khác nhau. Dương Hạo liếc nhìn, sau đó chọn ngay 5 ngày liền bị trừ 5.000 điểm, trừ 500 điểm công huân. Vù, kết giới tan biến, Dương Hạo đi vào bên trong. Một cổ linh khí mạnh mẽ phóng thẳng vào người anh, năng lượng thuần khiết lập tức hấp thu vào cơ thể. Linh khí thật thuần khiết, tháp địa linh này chẳng lẽ là nơi quy tụ linh khí sao? Dương Hạo thầm nói trong lòng, sau đó ngồi khoanh chân bắt đầu tiến hành công pháp đoạt linh. Trong gian đá tu luyện này có một loại trận pháp, không chỉ phong ấn linh khí bên trong mà còn ngăn cản sự quấy nhiễu từ thế giới bên ngoài. Trừ khi có người nào đó dùng một đòn tấn công cực kỳ mạnh vào cửa gian đá, nếu không những người tu luyện bên trong sẽ không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Chớp mắt đã 2 ngày trôi qua. Lúc Dương Hạo tu luyện ở tầng thứ 6 trong tháp địa linh thì cả Học viện Linh Không đã trở nên hỗn loạn. Cái chết của đệ tử chấp pháp Lục Uy đã gây náo động lớn, mà không ít đệ tử chấp pháp
cũng không ưa hung thủ Dương Hạo. Mọi người trong chấp pháp đường đều muốn giết Dương Hạo để trả thù cho Lục Huy. Lúc này Tô Nhã càng thêm căng thẳng. Cô biết mối thù sống chết giữa Dương Hạo và Lục Huy. Cách đây không lâu, Lục Huy suốt chút nữa đã giết chết Dương Hạo. Bây giờ Dương Hạo trỗi dậy giết chết Lục Huy cũng là chuyện bình thường. Nhưng người của chấp pháp đường quả thực không phải là người mà đệ tử Tinh Anh có thể động tới. Trong số rất nhiều đệ tử chấp pháp, có mấy vị cao thủ cảnh giới Kim Linh đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu với Dương Hạo. Tô Nhã, nếu lần này muội còn giúp tên nhãi đó thì huynh sẽ thay mặt trưởng giáo của chấp pháp đường tước bỏ tư cách đệ tử chấp pháp của muội. Trước lời cầu xin của Tô Nhã, một vị đệ tử cảnh giới Kim Linh của chấp pháp đường lên tiếng: Tống Sơn, huynh có tư cách gì mà tước bỏ tư cách đệ tử chấp pháp của ta? Thân phận của ta là do chính trưởng giáo ban cho, muốn tước bỏ thì cũng phải do trưởng giáo tước bỏ. Huynh cũng chỉ là đệ tử mà thôi, huynh có tư cách gì? Tô Nhã lạnh lùng nhìn Tống Sơn nói. Tống Sơn có khuôn mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, bên dưới khuôn mặt tươi cười là sự gian xảo cùng đạo đức giả. Không đủ tư cách sao? Tống Sơn chế nhạo, sau đó lấy ra một tấm thẻ bài đặt trước mặt Tô Nhã. Muội nhìn xem đây là cái gì? Thấy lệnh bài như thấy trưởng giáo, huynh tin muội biết thứ này nhỉ? Nhìn thấy tấm lệnh bài, sắc mặt Tô Nhã trở nên vô cùng khó coi. Tống Sơn, sao huynh lại có lệnh bài của trưởng giáo chấp pháp? Không thể nào, lệnh bài này vốn là do sư huynh Lôi Sùng Vân nắm giữ. Thật xin lỗi, huynh quên chưa nói với muội biết. Sư huynh Lôi Sùng Vân đã bắt đầu bế quan để tiến lên cảnh giới tiên thiên rồi. Vì vậy bây giờ huynh nắm giữ tấm lệnh bài này. Tống Sơn chế nhạo. Ánh mắt Tô Nhã đột nhiên lộ ra vẻ thất vọng. Nếu là như vậy thì Tống Sơn sẽ có tư cách tước bỏ thân phận đệ tử chấp pháp của cô. Nhìn thấy vẻ mặt này của Tô Nhã, Tống Sơn cười nói. Nếu muội đồng ý một điều kiện thì huynh sẽ không những không tước bỏ tư cách đệ tử chấp pháp của muội mà còn suy nghĩ đến chuyện tha cho tên nhãi Dương Hạo đó nữa. Điều kiện gì? Tô Nhã nhíu mày hỏi, thầm nghĩ tên này chắc đang tính toán gì đó. Tống Sơn mỉm cười, đáy mắt hiện lên vẻ háo sắc. Theo kế hoạch của hắn, Tô Nhã cuối cùng sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hắn nói rất đơn giản, muội hãy gia nhập vào tiểu đội thành chiến của ta. Vừa hay đội của huynh đang chuẩn bị bổ sung thêm một người, huynh thấy muội rất có tài năng, nếu nên muốn muội gia nhập, muội thấy như thế nào? Tiểu đội thành chiến sao? Tô Nhã ngập ngừng. Bây giờ cô đã đoán được mục đích của Tống Sơn. Tên này có vẻ ngoài thân thiện nhưng lòng đại dạ lại vô cùng nham hiểm. Trước đây còn có Lôi Sùng Vân chèn ép hắn, bây giờ Lôi Sùng Vân không còn ở đây nữa, cả chấp pháp đường này sẽ là thế giới của hắn. Cuối cùng hắn cũng đã bắt đầu xuống tay với Tô Nhã. Cô cảm thấy hơi bất lực, không biết nên làm thế nào để thoát khỏi thủ đoạn nham hiểm của Tống Sơn. Nhưng đối mặt với tình hình hiện tại, để giúp Dương Hạo thoát khỏi đám đệ tử chấp pháp, cô đã gật đầu đồng ý. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tô Nhã nói: Ta đồng ý, nhưng nếu Dương Hạo xảy ra chuyện gì thì ta sẽ không bỏ qua cho huynh đâu. Ha! Ánh mắt Tống Sơn lộ ra vẻ đắc ý, hắn cười lớn rồi nói: Muội yên tâm, nếu muội đã là người của đội thần chiến thì đương nhiên huynh sẽ không đụng đến bạn của muội. Lôi Sùng Vân à, Lôi Sùng Vân, huynh thật ngu xuẩn, muội muốn có được Tô Nhã sao không dùng chút thủ đoạn chứ? Nhưng bây giờ không cần huynh nữa rồi, Tống Sơn ta sẽ thay huynh chăm sóc cô ấy. Vóc dáng tuyệt vời của cô ấy thật khiến người ta ngày đêm mong nhớ. Trong lòng Tống Sơn thầm nảy ra ý nghĩ xấu xa. Sau khi Tô Nhã đồng ý gia nhập đội thành chiến, Tống Sơn lập tức hạ lệnh cho tất cả đệ tử chấp pháp không được gây rối với Dương Hạo. Lúc này Tô Nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Tuần Trung rất khó chịu, nhưng dưới sức ép của Tống Sơn, hắn đành phải thỏa hiệp. Sư huynh Tống Sơn không cho ta động vào ngươi thì ngươi nghĩ mình có thể nghỉ ngơi thư giãn được sao? Tuần Trung chế nhạo, sau đó đi tìm giáo viên trong học viện Linh Không. Thưa thầy Lưu Trần, Lục Huy chết rồi. Trước mặt Tuần Trung là một tu giả trung niên, một người có khí tức mãnh liệt, quanh người có một tầng vàng hờ ảo. Lưu Trần là một trong 12 giáo viên ở học viện Linh Không. Cảnh giới của ông ta là cảnh giới Kim Linh ngưng hình cấp 2. Ông ta được coi là người có thần lực tầm trung trong số những giáo viên. Mặc dù thực lực chỉ ở mức trung bình, nhưng Lưu Trần lại thu nhận được một đệ tử giỏi. Điều này khiến ông ta nở mày nở mặt. Lục Uy là đệ tử chấp pháp, đã đạt đến cảnh giới ngân linh cấp 4 hóa nguyên,
cũng là đệ tử đứng đầu trong số những đệ tử chấp pháp. Âm! Sau khi nghe tin Lục Uy chết, Lưu Trần đập bàn đá trước mắt khiến bàn đá vỡ tan, sỏi bắn tung tóe. Chết rồi sao? Ai làm chuyện đó? Sắc mặt của ông ta lập tức tối sầm lại, sát khí tỏa ra. Là Dương Hạo. Tuần Trung chịu ảnh hưởng của khí thế cảnh giới kim linh, đột nhiên cảm thấy hơi thở bất ổn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy cảnh giới ngân linh và cảnh giới kim linh chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực. Ở trước mặt Lưu Trần, Tuần Trung cảm giác như mình đang đối mặt với con giả thú hung dữ, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Là cậu ta sao? Nghe đến hai chữ Dương Hạo, khí thế ngột ngạt trên người Lưu Trần lập tức giảm bớt. Ông ta nở nụ cười đau khổ, thầm nói: Lục Uy, nếu là người khác động đến cậu, tôi nhất định sẽ giết hắn để báo thù cho cậu. Nhưng nếu người đó là Dương Hạo, thì tôi không làm được rồi.